Diêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bắc Cứng nha. Hôm nay trên channel em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị em và dòng sản phẩm là nước uống collagen nhiên liệu được nhập khẩu chuẩn chính hãng từ Úc, từ Đức chứ. Cái đây là dòng sản phẩm của Ngọc Trinh nha mọi người. Đây là mọi người mà muốn sở hữu một cái làn da trắng, một làn da trẻ, một cái làn da gọi là không bị nám rồi mồi tàn nhang cũng như là sáng da, thì có thể là bổ sung những cái dưỡng chất, những cái vitamin, những collagen để cho da của mình nó được đẹp cũng như là được căng mướt bóng mịn. Và đặc biệt khi mà làn da của mình trở nên căng mướt bóng mịn, tự nhiên cái kiểu như là mình sẽ nhìn vào trong gương và mình cảm thấy da của mình trẻ ra cũng như là khuôn mặt của mình được trẻ ra, thì điều đó tất cả các chị em phụ nữ ai cũng đều muốn như vậy. Đến với cái dòng sản phẩm của bên em thì mọi người sẽ tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống collagen này. Cái dòng sản phẩm này với cái dung tích là 500ml nha mọi người. Đây là một cái chai rất là bự, rất là nặng cũng như là rất là chất lượng. Cái bao bì của nó cũng rất là cứng cáp luôn nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ có một cái công dụng là bổ sung những cái dưỡng chất cho da, hỗ trợ hạn chế cái quá trình lão hóa, duy trì độ ẩm và tăng cường độ đàn hồi của da, hỗ trợ làm đẹp cho da, giúp da được sáng và mịn hơn gấp 5 lần. Thì dòng sản phẩm này trong 50ml nước uống collagen sẽ có chứa là collagen được nhập khẩu từ Đức là 3000mg, và đặc biệt là chiết xuất từ quả ô liu xanh là 30mg, và đặc biệt là vitamin C sẽ có chứa là 150mg, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này á là phụ liệu của nó là nước cốt trái táo, hương đào tổng hợp và tinh khiết vừa đủ. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này cách đơn giản để sử dụng cái dòng sản phẩm uống đẹp da, trắng da, mịn da, hồng da, và đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa cho da, tất cả những cái gì mà liên quan tới da. Thì đây là dòng sản phẩm mới của Ngọc Trinh, và đặc biệt là dòng sản phẩm này cũng rất là hot trên thị trường. Đây là một cái dòng sản phẩm đáng để cho tất cả các chị em cùng nhau là mua về để làm đẹp, cũng như là dòng sản phẩm này rất là hiệu quả luôn nha mọi người. Ai mà đã sử dụng cái dòng sản phẩm này cảm thấy da của mình được trắng ra, mờ thâm mờ nám, đặc biệt là sẽ giúp cho chị em phụ nữ chúng ta là sẽ được trẻ hóa làn da rất là nhiều. Thì hướng dẫn sử dụng của dòng sản phẩm nước uống này là ngày uống 1 đến 2 lần, mỗi lần là 50ml vào mỗi buổi sáng. Bởi vì sao? Khi mà mấy chị sử dụng tất cả các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng, người ta hay khuyên tất cả các chị yêu là nên sử dụng vào buổi sáng. Bởi vì buổi sáng là cái lúc mà thời điểm cái cơ thể chúng ta cần cung cấp những cái gọi là những cái bổ dưỡng, những cái dòng sản phẩm là giúp đẹp da, làm sáng da, hoặc là nó sẽ hấp thụ nhanh hơn so với những cái giờ khác nha mọi người. Tại vì buổi sáng mình chưa ăn gì đúng không, mình sẽ uống nước, hoặc là mình uống những cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng, nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là tốt vào buổi sáng nha. Và đối tượng sử dụng của dòng sản phẩm này là dành cho những người lớn nè, những người bị khô da, nhăn nheo, da nám và tàn nhang đó. Thì đây là dòng sản phẩm là hỗ trợ đẹp da từ trong ra ngoài, nó sẽ nuôi dưỡng những cái tế bào cho da, sản sinh những collagen cho da và giúp da được sáng khỏe từ sâu bên trong ra bên ngoài luôn nha mọi người. Không những chỉ là dưỡng kem makeup làm đẹp bên ngoài, mà chúng ta cần phải bổ sung những cái dưỡng chất, những collagen từ sâu bên trong để da của chúng ta được căng bóng mịn và khỏe hơn, trẻ hóa làn da hơn nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm bỏ ở những nơi bảo quản ở những nơi là nơi khô thoáng mát và nhiệt độ dưới 20 độ C. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á là không được sử dụng cho những phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Rất là nhiều khách của em á rất là lạ, không biết là thử lòng em hay sao, mà cứ mỗi lần á những cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng, ví dụ giảm cân nè, mấy chị hay gọi em hỏi em ơi có giảm cân thì bầu có nên sử dụng không đó. Và đặc biệt là dòng sản phẩm uống đẹp da này bầu cũng không nên sử dụng nha. Uống trong vòng 7 ngày sau khi mở nắp và bảo quản trong cái ngăn mát của tủ lạnh nha mọi người. Đặc biệt là dòng sản phẩm này, bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây là dòng sản phẩm có cái tem mã vạch chết nè, cũng như là phía bên này nó cũng sẽ có mã vạch chết. Đặc biệt là dòng sản phẩm này nó có mã vạch chết và ngày sản xuất, hạn sử dụng ở bên trên của sản phẩm nè. Mọi người mà mua dòng sản phẩm này á, là dòng sản phẩm đạt chứng nhận GMP nha mọi người, là một cái chứng nhận gọi là sản xuất quốc tế, gọi là những cái quy trình nó rất là nghiêm ngặt cũng như là rất là kỹ càng nha mọi người. Đây mọi người thấy cái tem chiết không, đây là cái tem chiết của dòng sản phẩm này. Và khi mà mấy chị sử dụng, mấy chị mở nắp ra uống và uống trong vòng 7 ngày, mỗi ngày là 5ml nha mọi người, thì mọi người có thể bỏ vào trong ngăn mát để tủ lạnh để mình dễ uống hơn, như là uống rất là ngon, rất là thơm, cũng như là vừa uống là vừa đẹp da, vừa sáng da, và đặc biệt là sẽ có công dụng là sáng da từ sau bên trong, giúp cho da của chúng ta được trẻ hóa và đẹp hơn rất là nhiều. Cái chai rất là sang luôn nha mọi người. Đây cái này có cái hoa hồng nữa nè.
Thì đây là dòng sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam, nhưng mà cái nguyên liệu được nhập khẩu từ Đức nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm rất là hot trên thị trường. Ai mà muốn sử dụng một làn da trắng đẹp từ sâu bên trong, bổ sung những collagen cho da thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm của Ngọc Trinh này để giúp cho da của mình được sáng, khỏe, đẹp hơn rất là nhiều. Đặc biệt là dòng sản phẩm này nó sẽ có hiệu quả trong vòng 1 tháng nha mọi người. Thì da của mình nó sẽ đẹp lên. Ví dụ như mấy chị sử dụng một liệu trình một chai như thế này thì da của mình bắt đầu là nó căng, nó mịn. Và bắt đầu chai thứ hai thì da của mình sẽ được sáng lên, nâng tông da hơn. Và đến tuần thứ 3, thứ 4 thì da mình hoàn toàn là khỏe. Và đặc biệt là những cái vết nám sẽ mờ hẳn đi nha. Mọi người hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là 0933 766 739, hoặc là 0773339279 nha. Bên em chuyên cung cấp những mặt hàng chính hãng, giá rẻ tốt nhất, rẻ nhất thị trường, và đảm bảo cho tất cả các khách yêu của em là hàng chuẩn 100%. Nên mọi người cực kỳ yên tâm về những dòng sản phẩm tại shop bên em. Rất là nhiều khách hàng hỏi em ơi bán hàng có chuẩn hay không mà giá lại rẻ hơn thị trường. Bởi vì bên em là kho sỉ, là một nhà phân phối chuyên cung phân phối những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm từ Bắc vào Nam, luôn luôn tạo niềm tin uy tín khách hàng trong 7 năm qua. Và rất là nhiều chị khách hàng đã inbox em và lấy số lượng hàng về bán rất là chạy. Đối với những ai mà muốn kiếm thêm một cái thu nhập, muốn tự chủ cho bản thân thì có thể là liên hệ sớm cho công ty bên em là mỹ phẩm BC Cosmetics để được là nhập những cái dòng sản phẩm chính hãng, những cái dòng sản phẩm là tốt để mình về mình bán, mình sử dụng, cũng như là mình sẽ tạo được một cái lượng khách hàng rất là lớn. Hãy nhanh tay đặt hàng cũng như là hãy nhanh tay alo sớm cho em qua số điện thoại là 0355 838057. Làn da đẹp không nên đợi chờ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công nha. Bye bye.